Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Tài chính tỉnh thức của FCI. Mình là Đức Nguyễn. Thì Đức làm trong ngành tài chính từ năm 2011 rồi tới 2014 thì bắt đầu là mấy anh em bắt đầu mới mày mò thì nghĩ rằng là cái mảng tài chính cá nhân nó sẽ là cái mảng mà rất là quan trọng ở trong tương lai mà sẽ phát triển, nên 2014 bắt đầu anh em mày mò để làm. Sau đó thì có những cái trở ngại nhất định cho nên là cũng tự tìm hiểu rồi tự phát triển. Sau đó thì mới có cơ hội để mà đi học những cái bằng cấp chuyên môn ở nước ngoài. Lúc mới phát hiện ra cái là trong cái thời gian mà mình làm ở những cái tổ chức tài chính đó, lý do tại sao mà ở bên ngoài kia nó có rất là nhiều cái sản phẩm tài chính mà gần như là với thời kỳ này thì chúng ta chỉ việc có cái điện thoại thôi, chúng ta có thể tiếp cận được với tất cả những sản phẩm tài chính ở bất cứ lúc nào. Và có rất là nhiều cái bài học tài chính mà sau này khi mà Đức tìm hiểu sâu, kể cả những bài học mà Đức học ở những trường lớp ở Anh, ở Mỹ hoặc ở Úc, thì Đức mới thấy rằng là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó, nó cái cảm giác rằng là nó có một cái thứ gì đó mà nó giống như là một nửa sự thật vậy. Nếu mà những cái sản phẩm tài chính, những cái dịch vụ tài chính ở ngoài kia nếu mà tốt đến như vậy thì chắc là mọi người đã phải trở thành triệu phú hết rồi. Nhưng mắc gì mà tại sao mà mọi người vẫn loay hoay như vậy? Mà mọi người biết là nhất là những cái kiến thức mà mới nhất về tài chính hay là những kiến thức sâu nhất về tài chính thông thường là đến từ Mỹ hoặc Úc. Thế nhưng khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ thì chúng ta thấy rằng là ở Mỹ tới khoảng chừng hơn 60% dân số của Mỹ là họ sống từ tháng lương này qua tháng lương khác. Họ không giàu đến như vậy. Ủa, tại sao mà tài chính cá nhân nó đến từ một cái nước, một cái quốc gia nó phát triển đến như vậy mà người dân họ lại không có được tận hưởng được những cái hiệu quả từ nó? Vậy tức là nó vẫn có cái vấn đề gì đó. Mà Đức cũng không giải thích được cái vấn đề này. Đức cứ loay hoay miết thôi. Thì sau này khi mà Đức trở về VNRX thì Đức cũng làm ở trong bộ phận, Đức phụ trách cái bộ phận là Wealth Advisor. Thì cái bộ phận này cũng chuyên làm về tư vấn tài chính cho khách hàng. Thì cũng là cái cách mà từ trước tới giờ phần lớn mà mọi người tiếp cận, đó là chúng ta tìm hiểu khách hàng và sau đó mình giới thiệu cho họ về những cái sản phẩm tài chính, những dịch vụ tài chính mà nó phù hợp với họ. Thật ra cách này nó không có gì sai hết cả. Tuy nhiên sau này Đức có phát hiện ra là những cái sản phẩm tài chính, những dịch vụ tài chính nó chưa bao giờ nó là giải pháp cho những vấn đề tài chính mà mọi người đang mắc phải cả. Nó chỉ là những là phương tiện và công cụ thôi. Nhưng mà cái phương tiện công cụ đó nó chỉ trở thành giải pháp khi nào? Khi là cái người sử dụng nó có thể tận dụng nó, có thể thấu hiểu được nó. Nên cái cuối cùng là Đức thấy là cái năng lực và hành động của một người á, nó quan trọng hơn rất nhiều so với những sản phẩm kia. Vì sản phẩm dịch vụ thì lúc nào nó cũng có sẵn ở đó rồi, và nó trải qua bao nhiêu năm lúc nào nó cũng nằm ở đó rồi. Tất cả mọi người chúng ta đều có thể tiếp cận được với nó một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Vậy thì nhưng mà nó cũng không tạo ra hiệu quả gì nhiều. Thì Đức phát hiện ra là ở trong cái hành trình mà đi đi đến cái thịnh vượng này thì cái năng lực nó đến từ của cá nhân nó mới là cái thực sự quan trọng. Đức phát hiện ra là cái thứ này nó cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Chắc là mọi người nhắc tới bộ phim này mọi người đều nhớ tới một cái bộ phim, đó là bộ phim Tây Du Ký. Phim Tây Du Ký thì nó ở trong đó chúng ta thấy là cái hành trình hồi nhỏ mình coi ấy, thì mình thấy rất là vui, rất là hấp dẫn. Nó có những cái mà thật là già trẻ lớn bé trai gái và tất cả mọi người ở mọi trình độ đều thấy nó có những cái vẻ đẹp riêng của nó. Sau này Đức nhìn ra thấy rằng là à, cái Tây Du Ký, cái mà mình thấy nó hay là một chuyện rồi, nhưng mà nó giống như là cái bề nổi của tảng băng trôi vậy, còn nó có cái phần chìm của nó còn lớn hơn rất là nhiều. Thì Tây Du Ký là cái hành trình của năm thầy trò đi thỉnh kinh. Thì thật ra là cái hình năm thầy trò là ẩn dụ cho hình ảnh của thứ nhất là cái bạch mã, là nó đại nó bạch mã cái thân gốc của nó đó là con rồng, nó đại diện cho cái thân xác khỏe mạnh này của chúng ta. Thì chúng ta phải có cái thân xác khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể đi cái con đường của mình được. Thứ hai đó là chúng ta có chư bát giới, là nó là cái hình ảnh ẩn dụ cho cái lòng tham của con người, và chư bát giới sử dụng cái bồ cào để cào tất cả về mình. Sau đó chúng ta có Sa tăng là vị đệ tử đại diện cho cái sự nhẫn nại của con người. Sa tăng không bao giờ tranh giành với bất cứ ai, Sa tăng không bao giờ nói là tại sao các sư huynh không có vác cái này. Sa tăng lúc nào cũng vậy, nhẫn nhịn một mình. Tiếp theo đó là hình ảnh của đường tam tạng, đây là hình ảnh của đại diện cho cái sự hướng thiện của con người. Và cuối cùng đó là cái hình ảnh của Tôn Ngộ Không, nó là đại diện cho cái trí thông minh của con người. Trí thông minh của con người nên Tôn Ngộ Không sử dụng một cái vũ khí, đó là cái thiết bản. Cái thiết bản nó có thể to rất to nhưng nó có thể nhỏ rất nhỏ. Cái hình ảnh nó có nghĩa rằng là trí thông minh của con người đôi khi nó là lớn vô hạn nhưng mà đôi khi nó cũng cực kỳ là nhỏ bé. Thì cái hành trình mà đi thỉnh kinh đó, nó là cái hành trình nội tại để mà tìm về lại chính của bản thân của mình, đó là chúng ta là Phật tính. Vậy thì cái hình ảnh thỉnh kinh nó chỉ là cái hình ảnh ẩn dụ trên đường đó. Thật ra ở tới cuối thì cũng đâu cần có kinh hay gì đó mà họ vẫn có thành Phật mà. Thì trải qua 81 kiếp nạn thì nếu mà mọi người để ý thấy rõ đó, thì trong 81 kiếp nạn đó nó có rất là nhiều loại yêu qua yêu quái. Nhưng mà thật ra là trong các loại yêu quái đó nó lại chia thật ra có thành hai nhóm yêu quái
có rất nhiều yêu quái, nhưng mà thực ra nó chỉ chia thành hai nhóm thôi. Đó là một dạng yêu quái mà Tôn Ngộ Không hoặc là các huynh đệ của mình có thể tiêu diệt được yêu quái đó. Nhưng mà có một dạng yêu quái khác, đó là khi mà có thể tới cuối cùng rồi, không thể tiêu diệt được nó, hoặc là muốn tiêu diệt rồi có một người nào đó ra tay á, thì cuối cùng phải phát hiện ra là yêu quái này nó là con của một ông nào đó ở trên trời, và cái ông đó vẫn thu phục lại mình. Thì thật ra cái hình ảnh yêu quái này nó là cái hình ảnh ẩn dụ cho là cái con đường mà chúng ta đi tìm về Phật tính của chính mình đó. Chúng ta tìm về nguồn gốc cội nguồn của mình thì chúng ta sẽ có gặp hai cái trở ngại, đó là những loại yêu quái mà chúng ta có thể tiêu diệt luôn, đó là những cái trở ngại nó liên quan tới ngoại cảnh của mình, những cái ảnh hưởng của môi trường của bên ngoài. Và cái hình ảnh thứ hai đó là những loại yêu quái mà chúng ta mà ví dụ như tụ không thể tiêu diệt được, mà cuối cùng là nó phát hiện ra nó là con của Phật nào đó. Đó chính là những cái trở ngại ở bên trong của con người của mình khi trên hành trình này. Nó là trở ngại, nó đến từ tham, nó đến từ sân, nó đến từ si. Và những cái trở ngại này nó chính là của bản thân của chúng ta, cho nên là chúng ta phải phát hiện nó nhìn. Thì trên cái con đường mà chúng ta đi chinh phục cái thịnh vượng tài chính, thật ra nó cũng không khác lắm. Trên con đường này thì chúng ta sẽ gặp được rất nhiều những cái trở ngại, những bên ngoài, cửa phía ngoại cảnh của chúng ta. Cái thứ hai đó là những cái trở ngại nó đến từ trong bên chính, những cái thói quen, những cái niềm tin, những cái hiểu biết của mình, những cái cảm xúc của mình. Và phần lớn thì tài chính cá nhân chúng ta hay tiếp xúc theo kiểu đó là chúng ta tiếp xúc về những cái hoàn cảnh ở bên ngoài, những cái sản phẩm, những dịch vụ, những cái kiến thức và tài chính đó. Cái cách tiếp cận này nó không có gì sai cả, nhưng mà cái tiếp cận này nó gần như là tiếp cận theo kiểu là phần ngọt. Và cái phần quan trọng hơn đó là chúng ta tiếp cận cái phần ở bên trong của mình, đó là cái phần mà hôm bữa Đức đã dành ra hai phần để chia sẻ với mọi người, đó chính là những cái phần nó liên quan tới kiến thức, nó liên quan tới niềm tin, nó liên quan tới cảm xúc của chúng ta, và cùng ảnh hưởng tới cái năng lực hành động mình. Và phần này khi mà chúng ta hiểu hơn về bản thân của mình, chúng ta phát triển được cái năng lực hành động của mình, thì lúc đó những cái phần khác nó rất là đơn giản. Thật ra là mọi người cứ thấy y như là những cái mà chúng ta thường thường chúng ta rất là thích nghe đó. Chúng ta thích nghe về kinh tế vĩ mô, chúng ta thích nghe về cơ hội đầu tư này nọ mấy kia. Thì trong võ thuật nó giống như cái đó là những cái nó gọi thiên về chiêu thức. Mà khi mà còn cái những thứ mà liên quan tới cái năng lực hành động của con người mình, tới kiến thức của mình á, thì cái này nó giống như trong võ thuật á, thì nó liên quan tới đó là cái gì? Nội công. Thì khi mà cái nội công của chúng ta đủ mạnh á, thì những cái chiêu thức kia là những thứ đó đơn giản. Còn nhưng mà ai cũng vậy hết. Chúng ta thích là gì? Chúng ta thích những cái chiêu thức, bởi vì chiêu thức thì nhìn nó có vẻ nó hấp dẫn. Chiêu thức thì nhìn nó có vẻ là nó thực dụng, nó thực tế, thực tiễn hơn. Còn nội công là cái thứ mà chúng ta phải tự luyện. Nhưng mà thật ra nội công mới là cái thứ mà nó quan trọng hơn rất là nhiều. Vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng là ở trong cái mối quan hệ của cái tài chính của chúng ta cũng như cuộc sống bình thường vậy, tức là cái thế giới bên ngoài của chúng ta đó, cái hiện trạng tài chính của chúng ta, nó chính là phản ánh cái ở bên trong của chúng ta. Hiện trạng tài chính của chúng ta của ngày hôm nay, nó không phải là một cái gì đó đi qua một đêm cả, nó không phải là cái thứ gì ở trên trời rơi xuống, mà hiện trạng tài chính của chúng ta ngày hôm nay nó chính là kết quả của những thói quen, những hành động của chúng ta ở trong quá khứ, và nó tích tụ lại ngày hôm nay. Nên là mọi người để ý rằng là gì, trong tài chính cũng giống như những mặt ở mặt khác, thì cái hiện trạng tài chính của mình hoặc là cái những hiện trạng ở bên ngoài của mình đó, nó là cái thứ nó phản ánh ở trong cuộc sống ở bên trong của mình. Nên là chúng ta muốn thay đổi được cái hiện trạng tài chính của mình, chúng ta không thể nào đi tìm ở cái bên những cái hình ảnh ở bên ngoài, những cái thứ ở bên ngoài cả. Tức là sẽ không có một cái sản phẩm hay dịch vụ tài chính hay là một chuyên gia tài chính nào đó có thể giúp chúng ta có thể cải thiện được tài chính chúng ta, nếu chúng ta không cải thiện được chính cái con người bên trong của chúng mình. Và nhưng mà vấn đề là chúng ta hay đi tìm sai chỗ. Nó có một câu chuyện như vậy. Ở trong trời chạng vạng tối thì có cái bà già, bà cứ mò mẫm bà tìm ở trên cái đèn ở trước nhà bà, có trước nhà bà có cái đèn điện đó, bà cứ mò mẫm bà tìm ở đó. Thì có những người đi qua thấy bà tìm thì cũng thấy tội nghiệp bà, nên là cũng dừng lại một xíu để hỗ trợ bà xem là bà cần cái gì. Thì mọi người tìm mà xong là mọi người hỏi là bà bị rơi cái gì, bà kêu là bà bị rơi cái kim. Mọi người kêu cái kim thì làm sao mà khó mà tìm được, mà nhất là trời như vậy nữa. Nhưng mà bà cứ tìm thì mọi người thấy tội, thế là cứ là những người đi qua đường cứ dừng lại tìm với bà. Thế là mọi người tìm, mà mọi người khoanh vùng ra một xíu xíu thôi để tìm, nhưng là tìm mãi không thấy được cái kim đó. Mọi người mới bực quá mới quay qua hỏi bà, thế bà nhớ lại coi lúc nãy là bà rớt cái kim ở đâu. Bà mới nói rằng là lúc nãy tôi rớt cái kim ở trong nhà tôi á. Mọi người kêu thế bà bị điên à, bà rớt cái cây kim trong nhà bà thì bà phải tìm trong nhà chứ. Rồi bà kêu nhưng mà ở ngoài đây nó có ánh sáng, nhưng mà ở đây có ánh sáng. Cái câu chuyện đó nó giống rất giống như là trong cái con đường mà chúng ta đi tìm cái thịnh vượng tài chính của mình, chúng ta tìm những cái phương pháp để mà chúng ta có thể phát triển tài chính của mình, thì chúng ta thông thường chúng ta tìm ở những nơi mà mình dễ tìm, chứ mình không tìm ở cái nơi
mà mình thật sự đánh mất nó. Đó chính là gì? Đó chính là ở trong, bên trong của mình. Và cái hiện trạng tài chính của mình nó cũng là như vậy. Như vậy thì con đường là gì? Chúng ta phải thấu hiểu về chính mình trước đã. Mà chúng ta phải phát hiện ra là ở trong mình nó có những cái niềm tin, ở trong mình nó có những cái thói quen, trong mình có những cái hành động. Mà những thứ này đâu đó nó nằm ở trong vô thức mất rồi. Mà chúng ta phải vượt qua nó được nó. Thì chúng ta lúc đó chúng ta mới có thể học được những cái loại kiến thức mới, những cái kỹ năng mới. Còn nếu không, chúng ta có những cái niềm tin, những cái thói quen cũ, những kiến thức cũ, thì khi việc mà chúng ta học cái mới đó, nó giống như cái việc mà chúng ta cái ly nước đã đầy, chúng ta đổ như bao nhiêu thì cái ly nước nó chỉ có tràn ra mà thôi. Ra đôi khi kiến thức nó lại là thứ nó ngăn cản chúng ta học cái mới. Chẳng hạn như là ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta học về toán học, trước khi chúng ta học toán học không gian thì chúng ta học toán học bình thường, thì chúng ta sẽ có là gì, cái tiên đề Euclid, đó là hai đường thẳng song song thì không bao giờ gặp nhau. Cho nên là khi mà chúng ta, những cái nước khác họ không học toán học ở trên nền tảng Euclid, họ nói rằng là gì, ví dụ họ nói là hai đường thẳng song song có thể gặp nhau, thì tự nhiên là chúng ta đã gì, cái kiến thức của chúng ta là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, thì chúng ta đã phản bác ngay lập tức rồi. Hoặc có những nền tảng học khác thì họ nói rằng là bản chất thực ra không có cái nào là đường thẳng hết cả, mà đường thẳng nó chỉ là một phần của những cái đường tròn lớn hơn mà thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta có cái kiến thức sẵn ở trong mình nên chúng ta sẽ đối chọi lại những cái kiến thức đó. Một lần chúng ta thử nhìn lại, có phải là cái mối quan hệ của tất cả chúng ta ở hiện tại, phần lớn chúng ta với tiền hiện tại, có phải là chúng ta đang xây dựng cái mối quan hệ mình với tiền dựa trên một chữ, đó là chữ thiếu không ạ? Phần lớn chúng ta nếu mà có nghe chương trình này thì chúng ta hay để ý rằng là gì, trong cuộc sống của mình, cái mối quan hệ của mình, cái mà khi mình nghĩ tới tiền thông thường mình hay nghĩ tới là chữ thiếu. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang bị thiếu tiền, và bởi vì thiếu tiền cho nên là chúng ta mới tìm cách để chúng ta tham dự những cái chương trình giống như chương trình này để đang chia sẻ. Hoặc là hàng ngày chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta đi học nhiều hơn, chúng ta cày cút nhiều hơn để chúng ta kiếm được thêm tiền, chúng ta có thể kiếm được nữa. Thì có phải là cái mối quan hệ mà ở trong sâu thẳm của mình với tiền, đó là chúng ta luôn có cảm giác chúng ta bị thiếu. Mà bởi vì cái mối quan hệ của mình với thiếu này, cho nên là cái niềm tin của mình dựa trên là gì? Đó là chúng ta bị thiếu. Mà khi chúng ta bị có cái niềm tin, cái suy nghĩ chúng ta là thiếu tiền, cho nên là mọi cái thứ mà chúng ta làm, chúng ta chật vật, chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực đó, nó cũng bay trên cái chữ là gì? Đó là trên cái chữ thiếu này. Và bởi vì cái mối quan hệ của mình đó là cái chữ thiếu, cho nên là mọi thứ mà chúng ta làm, chúng ta tập trung vào cái chữ thiếu này, và chúng ta làm cho gì? Làm cho cái chữ thiếu này nó càng ngày nó càng lớn hơn. Vì cái thứ mà chúng ta quan tâm đến tiền là bởi vì chúng ta bị thiếu tiền, cho nên chúng ta mới quan tâm đến tiền. Như vậy thì cái vấn đề là cái mối quan hệ của chúng ta hiện tại với tiền á, đâu đó chúng ta đang, đó là mối quan hệ chúng ta là nạn nhân. Bởi vì chúng ta thiếu tiền, chúng ta thiếu tiền là do cuộc sống này, là do kinh tế này, do xã hội này, do ba mẹ chúng ta, do rất nhiều thứ. Mà khi mà chúng ta đóng ở cái vai trò nạn nhân thì cái mối quan hệ chúng ta là vai trò nạn nhân với tiền, thì chúng ta chẳng bao giờ chúng ta có thể cải thiện được cái quan hệ đó hết cả. Cho nên cho dù chúng ta có thể kiếm đi một thiếu một thêm một tí tiền đi, chúng ta có học hỏi, chúng ta đầu tư, chúng ta làm việc, chúng ta kiếm được thêm một ít tiền, thì cái mối quan hệ của chúng ta, cái chữ thiếu đó nó sẽ càng ngày nó càng tăng lên mà thôi. Nó không bao giờ nó giải quyết được cái vấn đề cho mình. Và cái cảm xúc đó của chúng ta, hôm bữa Đức có chia sẻ với mọi người rằng là gì? Cái sản phẩm của bộ não của mình đó là những suy nghĩ. Và cái cảm và cái sản phẩm của cơ thể này, ngôn ngữ của cơ thể chúng ta, đó chính là cái cảm xúc, cái cảm nhận của mình. Và khi cái cảm nhận này của chúng ta với tiền đó là thiếu, nó càng lớn lên bao nhiêu thì nó tạo ra những cái suy nghĩ chúng ta, những cái hành động, những hành vi của chúng ta nó cũng bay ở trên chữ đó. Cái việc mà chúng ta muốn phát triển để thay đổi đi cái tình hình tài chính của mình thì chúng ta phải quay về lại, chúng ta xem đó là chính ở trong bản thân của mình, chúng ta đang có những cái niềm tin, những cái cảm xúc, chúng ta đang có những thói quen, những cái kiến thức nào mà nó đang chống lại mình và nó đang củng cố cho cái việc thiếu này. Và chúng ta phải làm thế nào để chúng ta phải rời bỏ được những cái thói quen bay trên dựa trên cái chữ thiếu này của mình. Và tất cả những cái hiện thực tài chính của chúng ta, tức là cái hiện thực mà chúng ta đang đối mặt này, nó được xây bởi gì? Nó được xây nên bởi cái tính cách của mình. Và cái tính cách của chúng ta, Đức cho mọi người một cái ví dụ, đó chính là bản thân của Đức. Thật ra là Đức làm ở trong môi trường của tài chính từ rất sớm. Đức cũng đã có từng những cái cơ hội, đã từng kiếm, ví dụ một đêm Đức có thể kiếm được vài trăm triệu. Và Đức đã từng kiếm được tương đối là nhiều. Và sau mỗi lần Đức kiếm một biến cố gì đó, Đức lại mất. Cách đây vài ngày, Đức có nhận cốt cho một cái anh này, anh cũng thật ra là rất là giỏi, cũng cực kỳ giàu. Tài sản của anh chắc cũng phải lên tới cả ngàn tỷ.
Nhưng mà anh nói với Đức một câu rằng là nếu mình không thấu hiểu về chính bản thân của mình và mục tiêu của mình á, thì những thứ mình kiếm được không bằng cách này, nó bằng cách khác, nó cũng sẽ mất đi thôi. Khi mà Đức nghe câu đó, Đức giật mình, Đức quay trở lại với bản thân của Đức. Đức cũng thấy mình cũng là như vậy, từng trải qua những cái cơ hội rất là lớn. Hoặc sau này khi mà Đức làm thì Đức thấy là mình có từng được những cái điều kiện mà đương nhiên có thể mình có thể trở nên là mình thành công hơn rất nhiều và mình giàu hơn rất nhiều so với hiện tại. Thế nhưng không biết là do xui rủi như thế nào, không biết là do vốn của mình hay là do cái gì đó, mà cứ kiếm được đâu đó sẽ lại mất đó, kiếm đó lại mất đó. Và Đức cứ đổ lỗi liên tục, đổ lỗi cho rất nhiều thứ. Tới một ngày mà khi mà Đức trải qua những cái thất bại, thì xong Đức mới lặn mình lại và Đức có một trải qua một giây phút là Đức mới phát hiện ra. Thì ra là các kết quả hiện trạng tài chính của mình và tất cả những trải qua cái thứ đó mình trải qua đó, nó hoàn toàn nó được xây dựng, nó không có một cái thứ gì là tự nhiên cả, không có một cái thứ gì nó là do xui rủi hay là nó là do bên ngoài cả, mà nó là dựa trên gì? Đó chính là tính cách của Đức. Và bởi vì tính cách của Đức là gì? Khi mà Đức nhìn thấu thì Đức thấy là cái tính cách của mình ngay từ nhỏ nó có một cái thứ gì đó nó nóng nảy, nó bợt chợt. Nên bởi vì cái nóng nảy của mình nên nó làm cho những cái mà trở thành là cơ hội của mình á nó bị biến mất. Hoặc những cái người khi mà mọi người đi trên con đường tài chính á, thật ra là cái sự nâng đỡ của người khác rất là quan trọng. Và Đức cũng đã từng có cơ hội được những cái người gọi là cũng là tỷ phú. Họ rất là giỏi, họ rất là quan tâm và họ thấy được cái tài năng của mình, cái giỏi của mình. Và họ chủ động, họ là một người cực kỳ giỏi, họ chủ động, họ hỗ trợ mình. Nhưng mà bởi vì gì? Bởi vì cái tính cách của mình nó quá nóng nảy, nó quá bập chợp đi. Cho nên là gì? Họ cuối cùng họ cũng rời xa mình. Bởi vì cái tính cách của mình là nóng nảy như vậy. Nên là khi mình bước vào thị trường thì mình kiếm được đó nhờ cái trí tuệ, nhờ kiến thức của mình. Nhưng mà chỉ cần kiếm cái gì người ta nói là kiếm củi 3 năm thì thiêu 1 giờ. Chỉ có một vài lần mình nóng nảy và mình không kiềm chế được thôi thì tất cả những cái đó nó biến mất. Như vậy thì người ta có cái câu đó là gì? Đó là cái tính cách của chúng ta thì nó tạo ra cái hiện trạng thực tế của chúng ta. Cho nên là chúng ta muốn thay đổi cái hiện trạng thực tế của mình, tức là chúng ta muốn thay đổi cái tài chính của chúng ta. Không bao giờ chúng ta có thể thay đổi dựa trên một vài cái cơ hội đầu tư hay một vài kiến thức đầu tư, mà cái đầu tiên đó là gì? Chúng ta phải thay đổi được tính cách của chúng ta thì mấy cái đó nó mới thay đổi. Nhưng mà ông bà ta đã nói rồi, non sông thì khó đổi và bản tính thì khó dời. Nên là để mà thay đổi tính cách của mình là một cái thứ cực kỳ khó. Cho nên hôm bữa Đức đã chia sẻ cho mọi người qua hai phần đó. Đó là những cái trở ngại, những cái khó khăn nó đến từ trong ở trong cái từng tế bào của chúng ta. Và cơ thể này của chúng ta nó cũng sẵn sàng nó chống lại mình trong cái quá trình mình muốn thay đổi thói quen, mình muốn làm những điều khác hơn để mà cuộc sống của mình nó tốt hơn. Nhưng mà chính ngay cả, tức là những cái trở ngại bên trong của chính con người mình đó, nó đã chống lại mình rồi, chứ chưa nói là ở ngoài thị trường kia. Vài bữa tới một số nào đó, Đức sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái thứ ở bên ngoài thị trường kia nó chống lại mình cực kỳ nhiều. Nhưng mà thật ra những cái thứ đó nó rất là nhỏ nhặt so với những cái khó khăn, những cái trở ngại, cái thách thức ở bên trong mình. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể bước đầu, chúng ta có thể thay đổi được? Vậy thì cái bước đầu tiên mà chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn có được cái hành vi mới, chúng ta có được suy nghĩ mới, như bữa Đức chia sẻ với mọi người, đó là từ một cái niềm tin, từ một cái suy nghĩ thì nó sẽ tạo ra một cái cảm xúc của chúng ta. Và từ một cái cảm xúc đó thì nó lại tiếp tục nó tạo ra những cái suy nghĩ mới. Và từ cái suy nghĩ mới này nó lại tạo ra cảm xúc mới này. Nên là cái vòng lặp giữa cái ý nghĩ của chúng ta và cái cảm xúc của chúng ta, và cứ thế nó gia tăng, nó phát triển mãi. Và có rất nhiều thứ đó là Đức cũng giải thích cho mọi người, đó là có nhiều thứ nó nằm trong vô thức, nó nằm ở trong cái cơ thể của mình. Và chúng ta cứ thấy chúng ta hoạt động theo vô thức. Và trong mỗi ngày đó, chúng ta có rất nhiều thứ là chúng ta hành động. Nhưng mà hành động đó nó không đến từ ý thức của mình, mà nó đến từ cái thói quen vô thức của mình. Nên cái bước đầu tiên mà chúng ta cần khi mà chúng ta muốn có những hành vi mới, suy nghĩ mới, đó là chúng ta phải có cái là chúng ta đưa cái nhận thức của chúng ta vào. Đó là chúng ta ý thức được là hàng ngày chúng ta đang bị chi phối rất nhiều bởi những hành vi vô thức. Những hành vi vô thức đó nó hình thành từ nhỏ của mình, nó hình thành từ trong gia đình của mình, và nó hình thành từ những cái niềm tin, từ những cái kiến thức, từ những cái nhận biết trước đó của mình. Và đôi khi những điều này nó không có đúng. Như vậy thì cái bước đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta nhận ra là cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta đang bị chi phối rất nhiều bởi những hành vi vô thức. Và tất cả con người chúng ta đều có một sức mạnh rất là đặc biệt, đó là chúng ta đều quan sát được những cái suy nghĩ, những hành động, những hành vi và những cảm xúc của mình. Đức tin rằng là trong cuộc sống đã có lần mọi người quan sát được như vậy, nhưng mà chúng ta rất ít làm. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta muốn nỗ lực, chúng ta muốn cải thiện cái cuộc sống, cái chất lượng của mình, cái bước đầu tiên Đức kêu gọi mọi người đó là gì?
hãy tập trong ngày á, quan sát lại những cái suy nghĩ nó hình thành trong mình, những cái cảm xúc nó hình thành trong mình, những cái lời nói ở trong đầu của mình. Tất cả những thứ đó bình thường, thông thường á, nó trở thành là một của chúng ta và nó chi phối cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta tin rằng là những có nhiều thứ nó không tốt với mình. Đấy, ví dụ, hàng ngày đôi khi chúng ta vẫn lo lắng, chúng ta vẫn căng thẳng về tài chính. Và cái lo lắng căng thẳng nó đôi khi nó đi vào trong giấc ngủ của mình, nó làm cho giấc ngủ của mình nó bị mộng mị đi. Nhưng mà bởi vì chúng ta không để ý nó, chúng ta không quan sát nó. Giống như là gì? Khi mà chúng ta không phải là người chủ, chúng ta, tức là cơ thể này chúng ta là người chủ, nhưng mà người chủ đi vắng mất rồi. Cho nên là những cái suy nghĩ, những cái lo lắng, những cái niềm tin đôi khi nó không phải là của mình. Bởi vì cái đầu của mình á, nó giống như một cái máy cassette vậy. Và trong không khí này nó có rất nhiều những cái suy nghĩ nó chạy. Những cái suy nghĩ đó nó giống như là cái những cái sóng radio, những cái sóng tín hiệu vậy. Và đầu chúng ta nó tiếp nhận tất cả những cái thứ đó. Và đôi khi có những thứ nó tiếp nhận từ trong quá khứ chúng ta rồi. Và cứ thế hàng ngày nó vẫn tiếp tục, nó chi phối những cái cuộc sống của bạn. Ví dụ, rõ ràng chúng ta không thích những cái căng thẳng, những cái lo lắng, những cái sợ hãi về tiền. Nhưng mà bởi vì chúng ta vẫn đóng vai trò nạn nhân, cho nên chúng ta vẫn cứ để những cái suy nghĩ, những cái lo lắng đó nó tiếp tục, nó giày vò mình, nó làm ảnh hưởng của mình. Và những cái suy nghĩ, những cái lo lắng đó hút hết cạn nguồn năng lượng của mình. Nên mình lấy đâu ra năng lượng để mình có thể làm những cái việc mới nữa. Mình lấy đâu ra năng lượng để mình sáng tạo nữa. Mình lấy đâu ra năng lượng để mà mình có thể học hỏi những cái mới nữa. Nên là hàng ngày chúng ta trở thành một cái niềm tin, một cái thói quen cũ. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nên cái việc đầu tiên là chúng ta nhận ra là cái cuộc sống của chúng ta hiện tại đang bị chi phối bởi rất nhiều những cái suy nghĩ, những cái hành vi, những cái thói quen. Mà những suy nghĩ, hành vi, thói quen đó là những thứ mà rất nhiều nó hoạt động ở dưới cái tầng đó là gì? Dưới tầng ý thức của chúng ta, nó chính là tầng vô thức, nó đã hình thành ở sẵn đó rồi. Vậy thì cái đó nó không hề có ích lợi cho mình hết cả. Thì mọi người hãy tập là gì? Mình quan sát nó lúc nào cũng vậy. Mình cố gắng là khi mình có thời gian mình quan sát là những cái suy nghĩ nào nó đang khởi lên trong đầu của mình. Những cái hành vi, khi mà ví dụ mọi người rất là dễ là trong cuộc sống chúng ta trở thành một cái là tự động. Ví dụ như ai đó mắng chúng ta, ai đó chê chúng ta, hoặc đó ai đó comment một cái thứ gì đó nó không hay trên Facebook là tự nhiên chúng ta đã tự giận rồi, chúng ta đã bị bực bội lên rồi. Như vậy thì rõ ràng đó không phải là hành động, mà cái đó là gì? Chúng ta phần lớn trong cuộc sống chúng ta rất ít hành động, mà phần lớn đó là gì? Chúng ta phản ứng lại môi trường ở bên ngoài. Nhưng mà thật ra chúng ta đều có một cái quyền lực rất lớn với nhau, đó là chúng ta được quyền lựa chọn cảm xúc của mình, chúng ta được quyền lựa chọn suy nghĩ của mình, chúng ta được quyền lựa chọn tư duy của mình. Nhưng mà bởi vì cuộc sống nó quá bận rộn mà chúng ta không để ý tới cái việc lựa chọn đó. Nên chúng ta để cho những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng đó cứ thế nó cứ phản phất trong đầu của mình. Cho nên là khi mà người chủ không ở nhà, tức là khi mà chúng ta ngồi đây nè, chúng ta không đang ý thức được về mình á, thì khi đó những cái ý tưởng nó cứ ồn ào trong đầu mình liên tục. Vậy thì khi mà người chủ không ở nhà, rắn rết, cỏ cây, những cái đồ gọi là cỏ dại mọi thứ á, dần dần nó xâm chiếm ngôi nhà của mình. Nên cái việc của mình đầu tiên đó là gì? Trở về lại chính với ngôi nhà của mình, dọn dẹp bớt những cái thứ đó đi. Và cái người chủ xuất hiện trong nhà thì những cái thứ đó nó dần dần nó phải biến đi. Nên là có nhiều người đó khi mà thử ngồi thiền, mình nghe về những tác dụng của thiền á, mọi người thử ngồi thiền xong mọi người đều sau đó mọi người từ bỏ thiền, mọi người nói là em sợ lắm, bởi vì em không có được như người ta, em có tịnh tâm, em ngồi thiền sao em thấy trong đầu của em nó có rất nhiều suy nghĩ, nó cứ chạy lung tung hết cả. Thật ra khi mọi người thấy điều đó là mọi người đang có tinh tấn trong ngồi thiền rồi. Bởi vì bình thường trong đầu của chúng ta nó cũng có hàng triệu suy nghĩ nó chạy như vậy, mà nó cứ chạy liên tục như vậy, và nó nằm ở trong cái vô thức của mình. Mà chỉ khi chúng ta ngồi thiền, khi đó chúng ta mới đưa ý thức của chúng ta về. Thì khi đó ý thức chúng ta mới quan sát được là chúng ta đang có rất nhiều cái suy nghĩ trong đầu của mình. Cho nên cái việc mà mọi người thấy mình có rất nhiều suy nghĩ lung tung khi ngồi thiền, thật ra đó là việc mọi người đang làm đúng trong thiền. Nhưng mà mọi người sợ nó. Còn bình thường thì trong cuộc sống này của mình thì mình cứ bị ồn ào liên tục, nên mình không để ý bởi vì nó quá ồn rồi. Giống như câu chuyện đó là nhà mà nuôi heo á, thì dần dần chúng ta sẽ quen với cái mùi phân heo. Nhưng mà cái người khác họ bước vô thì họ sẽ thấy ngay cái mùi đó. Nên là bình thường trong cuộc sống chúng ta có quá nhiều những cái suy nghĩ, những cái hành vi và những cái phản ứng. Và đôi khi đó tất cả những phần đó nó mang có chất là gì? Chúng ta là nạn nhân của những cái suy nghĩ đó, chúng ta là nạn nhân của những hành vi đó. Nó không đúng cho cuộc sống chúng ta tí nào, nó không tốt cho cuộc sống của chúng ta tí nào. Nhưng mà bởi vì gì? Chúng ta không có làm chủ, chúng ta không ý thức về nó. Cho nên là dù chúng ta không ý thức về nó thì nó vẫn tiếp tục nó tác động đến cuộc sống của mình. Nên cái việc mà khi chúng ta đưa cái ý thức của mình về lại đó, đó là chúng ta tự nhận biết. Và tự nhận biết này là một trong những cái mà thật ra là chỉ có con người
chúng ta mới có được cái khả năng tự nhận biết này, nó rất là quan trọng. Vậy thì cái việc mà chúng ta nhận thức ra được, chúng ta quan sát được, chúng ta có những ý nghĩ đó và chúng ta tự nói với chính mình, đó là chúng ta có đủ sức mạnh để chúng ta không chấp nhận những cái suy nghĩ, những cái niềm tin hoặc những cái cảm xúc mà nó đang mang tới cái tiêu cực cho cuộc sống của mình. Và chúng ta được quyền lựa chọn cái đó. Ban đầu nó vẫn tiếp tục là ảnh hưởng tới mình, nhưng mà khi chúng ta nói với chính mình rằng là gì, chúng ta lựa chọn cái gì ở trong cuộc sống của mình, chúng ta được lựa chọn cái suy nghĩ của mình, chúng ta lựa chọn được ý thức của mình, chúng ta lựa chọn được niềm tin của mình, thì dần dần chúng ta sẽ đưa cái cảm nhận của mình về ở trong cái hiện tại này. Thì khi mà chúng ta càng ý thức ở trong hiện tại, chúng ta sống ở trong từng phút giây hiện tại bao nhiêu, thì chúng ta sẽ càng giúp cho mình, chúng ta bứt bỏ ra những cái mà chúng ta bị ở trong quá khứ. Tức là ở trong quá khứ chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta bị ảnh hưởng cuộc sống của mình, ảnh hưởng bởi những niềm tin, bởi những thói quen cũ. Và cứ thế cái niềm tin, thói quen cũ đó nó dẫn tới những hành động cũ, và nó dẫn tới những cái mô thức cũ. Và cuối cùng là cái tương lai của chúng ta nó được mặc định rồi. Nhưng mà khi, như hôm bữa tôi rất chia sẻ với mọi người, đó là tất cả những cái hành động, những cái suy nghĩ của mình nó phải bắt đầu từ những cái kết nối của các neuron thần kinh. Và khi các neuron thần kinh này nó đã kết nối với nhau, chúng ta làm một cái việc đến nỗi nó quá lâu rồi, thì nó trở thành một cái thói quen đi vào trong vô thức của chúng ta. Và cứ thế chúng ta nó lặp lại cái hành vi đó, và nó ra cho chúng ta cùng kết quả. Nhưng mà khi mà chúng ta đặt chúng ta ở trong cái ý thức ở trong hiện tại này, đó là một cái bước mà chúng ta ngắt kết nối của chúng ta với những thứ mà nó ở trong quá khứ. Vậy thì khi mà chúng ta đặt mình ở hiện tại là chúng ta ngắt kết nối như vậy, mà khi chúng ta ngắt kết nối thì sẽ có rất nhiều cái những cái năng lượng mà chúng ta đang tiêu tán cho những thứ trong vô ích ở trong vô thức kia. Vì cái tâm trí của chúng ta không bao giờ nó suy nghĩ được cái thứ gì mới mẻ cả, nó cứ lặp đi lặp lại những cái ngôn ngữ mà nó biết ở trong quá khứ, và nó mong muốn chúng ta làm gì, chúng ta thực hiện những điều mà chúng ta đã biết, làm những điều chúng ta đã biết, nghe những điều chúng ta đã biết, và chúng ta cứ thế lặp lại. Và cũng nó không muốn chúng ta làm một điều mới, nó không muốn suy nghĩ về thứ mới, vì thứ mới nó mang lại cái rủi ro cho nó, nên nó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng mà khi chúng ta ở trong ý thức này, chúng ta cắt cái kết nối của chúng ta với quá khứ. Mà khi mình cắt được kết nối của mình với quá khứ đó, thì nó sẽ có toàn bộ là gì? Một cái tương lai chúng ta, một tờ giấy trắng để chúng ta có thể làm lại. Vậy thì cái ở trong cuộc sống của mình rất đơn giản, hàng ngày của mình, đó là mọi người để ý hơi thở của mình. Mình để ý hơi thở. Mà khi mình làm cái việc gì, mình ở toàn tâm, toàn ý, mình ở trong cái việc đó. Khi mình ăn là mình ăn, khi mình ngủ là mình chỉ để ngủ, khi mình làm việc thì cái đầu mình chỉ để làm việc đó. Và khi chúng ta toàn tâm toàn ý, chúng ta sống ở trong hiện tại, dần dần thì những cái mô thức cũ ở chúng ta ở trong quá khứ, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cắt kết nối được, bớt nó bớt ảnh hưởng đến mình. Thì lúc đó nó cho chúng ta là gì? Bắt đầu chúng ta sẽ hình thành được những thói quen mới. Bây giờ chúng ta muốn là gì? Chúng ta chủ động là chúng ta có những thói quen tài chính tích cực hơn, chúng ta muốn suy nghĩ tích cực hơn. Vì từ cái suy nghĩ tích cực thì nó cho chúng ta cái cảm xúc nó tích cực hơn, và từ cảm xúc tích cực hơn thì nó sẽ cho chúng ta cái năng lượng mới. Nhưng mà cái việc ban đầu nó không phải là từ cái chuyện suy nghĩ tích cực, mà cái việc ban đầu đó là đến gì? Chúng ta phải đưa cái nhận thức của chúng ta vào trong hiện tại của mình, vào trong từng hành vi của mình, vào trong từng suy nghĩ của mình. Khi mà cuộc sống, khi mà chúng ta đang làm gì đó, được ví dụ bình thường trong ngày á, sáng ra chúng ta có cảm giác mệt mỏi, lúc đầu là gì? Chúng ta cầm cái điện thoại lên, thì bây giờ chúng ta khi chúng ta sáng ra, chúng ta tự ý thức của mình, chúng ta nói với ta, chúng ta không muốn, tôi không muốn là đầu ngày tôi bị ảnh hưởng bởi cái điện thoại, tôi không muốn đầu ngày cái dopamine nó tác động như tôi như vậy. Hoặc ví dụ trong ngày đôi khi có những lúc mình mệt mỏi, mệt uể oải, thế là mình tìm cách là cơ thể mình á, nó đi theo thói quen cũ mà nó bắt mình phải làm những cái việc mà lâu nay mình vẫn thực hiện, mình làm uống cà phê đi, thế là mình phải lo mình đi uống cà phê, hoặc là mệt quá ra nghỉ ngơi một xíu. Vậy thì khi mỗi lần như vậy thì mình nói rằng gì? Mình không thích cuộc sống của mình nó giống như cũ nữa. Lúc đó mình đưa cái ý tưởng của mình đưa cái nhận thức của mình vào đó, và mình muốn mình hành động khác đi. Chẳng hạn khi mà mệt mỏi thì thay vì mình xuống mình nằm, thay vì mình cầm cái điện thoại, thì mình nói là nếu mình nằm mà hoặc là mình cầm cái điện thoại như mọi khi thì mình cũng sẽ được kết quả cuộc sống như mọi khi, và mình không chấp nhận cái điều này. Mà bắt đầu bởi vì lúc này mình có đưa ý thức mình được, mình quan sát được là cơ thể mình nó đang cố tình nó mệt mỏi lên, mình quan sát được là có những cái ý tưởng trong đầu mình nó kêu mình hãy làm điều này đi, nó kêu mình làm những điều kia đi. Và những cái điều mà cơ thể mình, những ý tưởng trong đầu mình nó xuất hiện đó, nó là cái thứ nó vẫn xuất hiện từ trước tới giờ. Nhưng mà bởi vì từ trước tới giờ chúng ta không quan sát nó, cho nên là chúng ta cứ vô thức chúng ta hành động theo nó. Và bởi vì chúng ta vô thức hành động theo nó thì cái kết quả của cuộc sống chúng ta là chúng ta cứ lặp đi lặp lại một cái kiểu hình đó. Vậy thì bắt đầu từ cái việc đó là gì? Mình đưa cái nhận thức mình vào trong cuộc sống này của mình. Vậy thì cái nhận thức, một trong những cách mà nó tập luyện ở trong ngày đó, thứ nhất là thiền. Thiền là cái cách mà nó giúp cho chúng ta là cái người chủ, cắt cái bớt cái suy nghĩ của chúng ta về quá khứ,
cắt bớt cái ý tưởng của chúng ta về tương lai, chúng ta trở về đúng trạng thái này, thì thiền là một cách rất là tốt. Hoặc các cách thứ hai nữa mà nó còn tốt hơn cả thiền nữa, mà nó mang lại nhiều cái giá trị cho mình, đó là nếu chúng ta có cùng một mức năng lượng cũ thì không bao giờ chúng ta có thể làm được những việc mới và chúng ta có những kết quả mới. Nên là ví dụ có một cái cách đó là mình người chạy bộ, nhưng mà thay vì chạy bộ mình nghe nhạc, thay vì chạy bộ bắt đầu suy nghĩ viển vông, thì mọi người chạy bộ thông thường để ý những cái người mà họ chạy bền đó, họ phải làm một cái động tác rất giống nhau, đó là trong chạy bộ hoặc trong những phần lớn môn thể thao, cái sức bền của chúng ta nó nằm ở cái hơi thở. Vậy thì khi chúng ta chạy bộ là một cái cách mà chúng ta thiền rất cực kỳ tốt, đó chúng ta để ý vào hơi thở của mình, chúng ta tập trung vào hơi thở của mình, thì đó là một cái cách mà chúng ta bắt đầu thay đổi cái trạng thái của cơ thể của mình, thay đổi cái tính y của mình. Thì khi đó nó sẽ tiết ra nhiều cái loại hormone, và những hormone tự nhiên của cơ thể này nó sẽ giúp cho mình ở một cái trạng thái khác. Chạy bộ, ngồi thiền tưởng chừng như nó không liên quan gì tới tài chính, nhưng mà hai cái đó lại là cái thứ mà nó giúp cho mọi người bứt phá lên rất là nhanh ở trong tài chính này, nếu mà chúng ta thực sự chúng ta tin. Cái thứ ba đó là gì? Khi mà chúng ta đã bắt đầu chúng ta hình thành được cái đó, thì chúng ta phải phát hiện ra, là chúng ta nhìn ra những cái thói quen nào ở trong ngày của mình, những thói quen nào trong ngày nó đang tạo ra những cái suy nghĩ, nó đang tạo ra những cái cảm xúc, hoặc đang tạo ra những kết quả tiêu cực của mình. Thì lúc nãy nói là gì? Đó là mình ý thức được về những cái vô thức ở trong đầu mình, thì bây giờ mình ý thức về được những cái hành vi nào mà nó đang không tốt cho mình ở trong cuộc sống của mình, và mình hãy viết nó ra giấy. Và hàng ngày chúng ta quan sát xem là khi nào ở trong cuộc sống của mình, ở trong ngày á, khi nào nó, trong đầu chúng ta nó khởi lên những cái mong muốn chúng ta thực hiện những điều đó, thì mình hãy quan sát cái quá trình mà nó khởi lên như vậy. Nó giống như là cơn giận vậy. Mọi người hay nói là hãy kiểm soát cơn giận, hãy kìm nén cơn giận. Thật ra cơn giận không bao giờ chúng ta có thể kiểm soát hay kìm nén được nó cả. Chúng ta càng cố kiểm soát hay kìm nén nó giống như là cái núi lửa vậy. Chúng ta càng đè nó ở đó thì tới một ngày nào đó nó bung lên, nó sẽ bung kịch rất là kinh khủng. Và cái việc nếu mà chúng ta muốn xử lý cái cơn giận của chúng ta, thì cái tốt nhất đó là khi giận lên chúng ta không đồng nhất mình với cơn giận, mà khi giận lên chúng ta tách mình với cơn giận. Và hãy nhớ rằng cơn giận nó chỉ là một trạng thái của thể mình thôi. Chúng ta tách nó ra bằng cách nào? Đó là mình nói với mình, nói trong đầu mình hoặc nói ra bằng miệng: tôi thấy tôi đang giận, tôi thấy tôi đang giận. Như vậy thì khi mình nói rằng là tôi thấy tôi đang giận, tự nhiên mình tách cái cơn giận nó ra thành là một trạng thái của mình, chứ nó không phải là bản thân của mình. Vấn đề là khi giận lên nó trở thành, nó đồng hóa với mình và nó chiếm hết tất cả nguồn năng lượng của mình, và nó muốn mình hành động theo cơn giận để thỏa mãn cái cơn giận đó bằng cách mình nói to hơn, bằng cách là mình gây tổn thương những người khác, bằng cách là mình nóng giận lên, bằng cách là mình có thể làm những cái hành vi tức là nó ảnh hưởng tới người khác. Tức là gì? Mình muốn thỏa mãn cái cơn giận của mình, bởi vì lúc đó cơn giận nó là mình. Nhưng mà nếu mình tách cơn giận nó ra bằng cách là mình quan sát đó, thì khi mà chúng ta quan sát dần dần, mọi người sẽ thấy trước khi mà cơn giận nó chiếm lĩnh lấy mình đó, tim mình nó đập mạnh lên, hơi thở mình nó gấp gáp hơn, và lúc đó chúng ta nói to tiếng hơn, chúng ta phát hiện ra là cơn giận bắt đầu nó khởi thủy từ đâu. Và chúng ta quan sát dần dần, mà khi chúng ta quan sát thì khi mà chúng ta tách được nó ra thì nó không còn là một phần của mình nữa. Như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy có một cơ hội đầu tư như vậy, hôm nay nó là có một mã chứng khoán gì, chúng ta có thấy vàng như vậy, chúng ta rất muốn vô, chúng ta mua vàng liền. Chúng ta thấy là hôm nay vàng nó tăng mạnh quá, chúng ta mua vàng, chúng ta muốn mua mã chứng khoán này, thì lúc đó chúng ta dừng lại một xíu, và chúng ta quan sát, đó là trong đầu mình đó, cái ý tưởng nào, cái suy nghĩ nào nó đang khởi thủy lên, nó làm cho mình muốn hành động này. Và khi chúng ta quan sát dần dần đó, chúng ta sẽ phát hiện ra là trước khi chúng ta làm những cái hành động mà nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mình, nó gây ra những cái hiện trạng mà mình không mong muốn đó, nó đã có những suy nghĩ nó khởi thủy rồi. Và những suy nghĩ đó thông thường nó nằm trong vô thức. Nhưng mà nếu mình càng để ý thức trong ngày của mình đó, nó càng nhiều bao nhiêu, thì những cái chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ phát hiện ra những cái suy nghĩ đó, chúng ta sẽ phát hiện ra những cái cảm xúc đó, là cái cơ thể mình nó bắt đầu nó đòi hỏi những thứ đó. Và khi mà chúng ta nhận ra nó thì nó sẽ không có nhiều sức mạnh để mà nó có thể chống lại mình được nữa. Đức ví dụ buổi sáng mình đi làm, tức là cơ thể mình nó làm gì? Nó tạo ra cảm xúc chúng ta cần phải một ly cà phê. Chúng ta phải có ly cà phê, không ly cà phê là chúng ta làm việc không được. Vậy thì cái đó là gì? Cái đó là cái phản ứng của cơ thể mình, và nó chi phối tới bộ não của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta ở trong hiện tại thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ quan sát được những cái thứ đó. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thiền một tiếng thôi, còn 23 tiếng còn lại chúng ta ồn ào, 23 tiếng còn lại chúng ta làm việc trong vô thức, thì mọi thứ nó là vô ích. Nên là trong cuộc sống bất cứ lúc nào chúng ta hãy để ý cái hơi thở của mình. Hơi thở nó là cái cầu nối của sự sống và cái chết. Hơi thở nó là cầu nối giữa ý thức và vô thức của mình.
Nên là ví dụ bây giờ mọi người đang ngồi nghe Đức, có thể là trên tay mọi người đang cầm cái điện thoại, thì mình hãy nhớ rằng là gì? Cái việc mình làm cái gì, mình hãy toàn tâm toàn ý ở đúng trong cái việc đó thôi. Mình ở trong cái thời điểm mình làm đó. Ví dụ khi mình ăn, mình cảm nhận rõ ràng mình đang ăn, mình cảm nhận là cái đưa vô miệng mình, và mình cảm nhận là mình đang nhai, và mình quyết định khi nào mình nuốt. Vậy khi chúng ta làm từng cái việc đó, hoặc sáng mai mọi người tắm, mọi người cảm nhận được từng giọt nước nó lên trên cơ thể của mình. Cái việc chúng ta là chúng ta hay có cái là gì? Khi chúng ta làm việc này, chúng ta đều nghĩ đến cái việc tiếp theo. Sáng mai chúng ta đánh răng xong để chúng ta làm gì? Chúng ta rửa mặt. Rửa mặt xong để chúng ta ăn sáng xong để chúng ta đến công ty. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta làm việc gì, chúng ta hãy làm toàn tâm toàn ý với cái việc đó. Chẳng hạn mọi người để ý đây, gần như là hàng ngày chúng ta đi tới công ty đó, do chúng ta đi tới trong vô thức, do cơ thể chúng ta tự nó quen với cái môi trường đó, chúng ta quen với cách như vậy, chúng ta quen với con đường đó, và cứ thế mình đi. Nhưng mà sáng mai mọi người thử, khi mình đi xe, mình để ý tới hơi thở ở ngay cánh mũi của mình, và sau đó mọi người quan sát những người khác, mọi người sẽ thấy là gì? Trong cuộc sống của mình đó, phần lớn chúng ta đang hành động khoảng hơn 90% là trong vô thức, những cái thói quen nó cứ lặp đi lặp lại. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa cái ý thức, đưa cái nhận biết của mình vào trong cái cuộc sống của mình, chúng ta lùi lại, chúng ta quan sát kỹ những cái suy nghĩ của mình, chúng ta quan sát kỹ những cái cảm xúc của mình trước khi chúng ta hành động, thì dần dần mọi người sẽ thấy đó là chúng ta bắt đầu chúng ta đưa cái làm chủ của mình vào trong từng cái hành động của mình. Nên là trong cái hiện trạng tài chính của mình cũng vậy, bởi vì có rất nhiều cái hành vi tài chính của mình trước khi mình hành động trong vô thức, và bởi vì chúng ta hành động trong vô thức, trong thói quen, cho nên chúng ta không có để ý, chúng ta không nghĩ tới cái hệ quả của cái hành động này của mình. Cho nên là Đức mới dùng cái từ tỉnh thức tài chính, nó nghĩa vậy. Tỉnh thức thật ra nó không có gì ghê gớm hết. Tỉnh thức có nghĩa là chúng ta đưa ý thức của chúng ta vào từng hành động tài chính của mình. Và khi chúng ta đưa ý thức chúng ta vào, có nghĩa là chúng ta thấu hiểu cái với cái hệ quả của hành động của mình. Vậy thì nếu mỗi hành động của chúng ta đều thấu hiểu hệ quả của nó, nhất là trong hành động tài chính, thì tài chính của chúng ta tự động nó vững mạnh. Tài chính của chúng ta ngày hôm nay nó không được giống như ta mong muốn, bởi vì chúng ta có rất nhiều quyết định của chúng ta trước đó chúng ta đưa ra nó trong vô thức của mình. Bởi vì chúng ta bị chi phối bởi lòng tham, chúng ta bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, chúng ta chi phối bởi FOMO, chúng ta chi phối bởi đám đông, chúng ta chi phối người khác, mà chúng ta không để ý tới thực sự đó là gì. Chỉ cần khi mình làm bất cứ rau hành động tài chính gì đó, chỉ cần mình để ý thức của mình vào trong hành động đó, thì cái việc đó nó đã giúp cho mọi người có cái sức khỏe tài chính nó đã tốt hơn rất nhiều so với hiện trạng của mình hiện tại rồi. Khi mình đã nhận biết được những thứ đó rồi, thì dần dần mình loại bỏ bớt những thói quen xấu, và mình nói rằng là mình không chấp nhận cái mong muốn, và mình nói với chính bản thân mình không chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực nó đang giày vò mình không chấp nhận những hành vi tiêu cực nó gây ra cái kết quả cuộc sống mình không muốn nữa. Vậy thì mình lập ra những cái danh sách, mình biết những cái thứ đó trong ngày, và mình quan sát khi nào cái cơ thể mình nó khởi lên những cái mà nó đưa chúng ta về lại những cái thói quen này. Và cái tiếp theo, một cái điều yếu tố rất là quan trọng, đó là chúng ta hãy chọn cho chúng ta cái môi trường thích hợp. Bởi vì đôi khi cái môi trường hiện tại của mình đó, nó làm cho mình cái thói quen đó nó cứ thế nó bám với mình ở trong cái môi trường như vậy. Ví dụ chúng ta ở trong một cái môi trường đó là những người toàn đi đầu cơ không? Chúng ta trong những cái môi trường mà những cái ví dụ như chúng ta suốt ngày ở trong những cái đội nhóm mà họ chỉ nói tới những cơ hội mà để đầu cơ, mua con này bán con kia mà thứ, thì rõ ràng cái môi trường nó sẽ tác động, sẽ ảnh hưởng tới mình rất là nhiều. Cho nên là khi chúng ta mong muốn rằng là chúng ta thay đổi, thì chúng ta phải lựa chọn cái môi trường thích hợp. Đức ví dụ khi tập gym, lý do tại sao mà mình tập gym ở trong những phòng gym bao giờ nó cũng tốt hơn là chúng ta tập gym ở nhà rất là nhiều. Đơn giản là bởi vì chúng ta vô trong môi trường gym, chúng ta có cái môi trường tập gym ở trong đó. Và bởi vì chúng ta quan sát được những kết quả của người khác, chúng ta quan sát được cái nỗ lực của người khác, và cái không khí trong môi trường tập gym đó, cái mà suy nghĩ của mọi người ở trong không khí đó, nó sẽ tác động đến bản thân của mình rất là nhiều. Bên cạnh đó là gì? Chúng ta nhìn thấy hình ảnh trong tập gym đó làm gì? Đó là có những hình ảnh của những cái người cơ thể rất là đẹp, hoặc chúng ta nhìn thấy những cái người đi tập gym họ rất là đẹp. Và cái đó nó là cái hình ảnh mà nó cho chúng ta là gì? Cho chúng ta cái cảm xúc chúng ta muốn hướng tới cái điều đó. Nên mỗi hành động của chúng ta ở trong tập gym là để hướng tới cái hành động, tới cái hình ảnh mà chúng ta mong muốn. Nó ngược lại ở trong cuộc sống của mình. Đó là trong cuộc sống của mình rất nhiều hành vi của mình mà như chương trước nó giải thích đó, là nó đến từ cái thói quen, đến từ niềm tin, đến ý thức của ngày hôm qua mà cứ thế lặp lại. Nhưng mà nếu khi mà dần dần chúng ta ý thức được rồi, thì vậy thì chúng ta sẽ ý thức được cái cuộc sống của chúng ta mà chúng ta hằng mong muốn nó sẽ như thế nào. Và cái quan trọng hơn là khi chúng ta hình dung ra được cái cuộc sống chúng ta mong muốn như vậy thì mỗi ngày nè, mỗi cái hành động ở mỗi ngày chúng ta đó là
Chúng ta có quyền lựa chọn là cái hành động của mỗi ngày của chúng ta nó là bị dẫn dắt bởi những thói quen, bởi những cái thứ vô thức trong quá khứ, hay nó được dẫn dắt bởi cái cuộc sống mà chúng ta mơ ước ở trong tương lai. Mà nếu mà chúng ta thực hiện được cái điều thứ hai, đó là chúng ta, bởi vì chúng ta mong muốn cái cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn, cho nên mỗi cái hành động của chúng ta không chấp nhận là nó bị tác động ở trong quá khứ nữa. Vậy thì dần dần từng những thứ nhỏ nhặt như vậy, thì bắt đầu là mọi người mới đi học những cái bài học về tài chính, học những kiến thức tài chính mà thôi, thì bắt đầu là mình mới có thể thay đổi được những cái thói quen cũ. Vì thói quen cũ mà nó không dừng lại, nó không kết thúc, thì lấy đâu ra chỗ cho những thói quen mới của chúng ta. Vì cái thứ cũ thì bao giờ cái cầu nối của những cái gọi là cái tế bào thần kinh, của những neuron thần kinh nó đã quá vững chắc rồi, mà chúng ta không phá vỡ cái cầu nối đó thì không có cách gì mà chúng ta có thể tạo ra được cầu nối mới hết cả. Nên là cái nhận thức của chúng ta, được cái ý thức đưa vào trong cái cuộc sống này nó cực kỳ quan trọng. Và nó có một quyển sách nó cực kỳ hay về cái chủ đề này mà mọi người có thể tìm hiểu thêm. Có hai quyển sách, đó là một quyển đó là The Power of Now, tức là sức mạnh của hiện tại, như là cái này của Eckhart Tolle. Và quyển thứ hai đó là Nhận thức chìa khóa sống cho cân bằng. Và cái yếu tố cuối cùng đó là gì? Chúng ta cố gắng, chúng ta dạy cho cái cơ thể này của mình nè, nó dạy cho cơ thể cái cảm nhận về cái cuộc sống của mình mong muốn. Chúng ta càng dạy cho cơ thể mình nó cảm nhận được cái cuộc sống mà mình mong muốn bao nhiêu đó, thì chúng ta sẽ càng có cảm xúc về điều đó lớn bao nhiêu. Và khi chúng ta càng có kiểm soát, có cái cảm xúc về cái điều mà chúng ta mong muốn đó, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ tạo ra những cái suy nghĩ, nó sẽ hướng về những cái điều chúng ta mong muốn. Và khi chúng ta có cái sự tập trung này, thì bắt đầu mọi người sẽ quan sát, mọi người sẽ thấy là khi chúng ta hướng về điều gì, thì chúng ta bắt đầu là gì? Chúng ta tập trung về điều đó. Mà khi chúng ta tập trung vào điều đó, chúng ta sẽ phát hiện ở rất nhiều nơi. Ví dụ khi chúng ta hướng về một cuộc sống ở tài chính chúng ta nó tốt đẹp như vậy, thì chúng ta bắt đầu sẽ chúng ta đi tìm kiếm những cơ hội. Mà khi chúng ta tìm kiếm cơ hội thì chúng ta sẽ thấy cơ hội nó ở xung quanh mình rất rất là nhiều. Cái câu mọi người hay nói là gì? Khi người đệ tử sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Thật ra người thầy chẳng phải xuất hiện cả, người thầy nó có sẵn ở đó quanh đây rồi. Nhưng mà bởi vì lâu nay chúng ta không sẵn sàng, chúng ta không tìm kiếm cho nên chúng ta không thấy được. Còn thầy ở đây nó xuất hiện luôn luôn, nó có sẵn ở đó. Chẳng hạn như mọi người có nhớ cái lần mà mình đi mua chiếc xe nào đó, ví dụ mọi người mua chiếc xe Leaf, bắt đầu là chúng ta đi tìm, ta tìm kiếm chiếc xe Leaf. Bắt đầu khi chúng ta tìm kiếm chiếc xe Leaf là bắt đầu ở trên mạng xã hội, ở trên Facebook của chúng ta bắt đầu nó quảng cáo những chiếc xe Leaf cho chúng ta. Bắt đầu khi chúng ta tìm kiếm xe Leaf là bắt đầu tôi đi ra ngoài, chúng ta thấy ủa sao ở ngoài đường kia có nhiều xe Leaf chạy quá vậy. Bởi vì làm gì? Bởi vì chúng ta khi chúng ta tập trung vào điều gì, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Như vậy thì cái đầu chúng ta hiện tại chúng ta đang tập trung vào chữ thiếu. Mối quan hệ chúng ta với tiền nó đang là chữ thiếu, nên chúng ta thấy những thứ thiếu, chúng ta thấy những cái khó khăn, chúng ta thấy những cái trở ngại, chúng ta thấy những cái khủng hoảng tài chính, mọi thứ nó xảy ra bởi vì cái niềm tin của chúng ta là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta thay đổi nó đi thì bắt đầu chúng ta nhìn thấy những cái cơ hội, chúng ta phát hiện ra có rất nhiều cơ hội, chúng ta phát hiện ra có rất nhiều người thầy, chúng ta phát hiện ra có rất nhiều thứ để chúng ta dẫn dắt. Cái quan trọng là gì? Mình nhận ra, mình ý thức được là trong cái cuộc sống của mình hiện tại đó là chúng ta đang bị kiểm soát, đang bị dẫn dắt bởi rất nhiều thứ nằm trong vô thức của mình. Và những cái thứ vô thức đó nó không hề có lợi tí nào cho mình cả. Thì đó là cái mà Đức muốn chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay. Và nếu mọi người thực hành được điều này, tin Đức đi, chỉ khoảng chừng 7 đến 10 ngày thôi, 7 đến 10 ngày, không phải là tài chính, mà mọi người sẽ thấy là cái chất lượng cuộc sống của mình nó thay đổi hơn hẳn. Chỉ bằng việc cách đó là gì? Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta toàn tâm, chúng ta toàn ý, chúng ta làm cái việc đó. Mà nếu chúng ta toàn tâm, toàn ý và chúng ta ý thức về mọi việc chúng ta làm, không bao giờ mọi người làm hoặc có những suy nghĩ nào đó, hoặc là có những trạng cái cảm xúc nào đó mà nó tiêu cực với mình cả. Bởi vì khi chúng ta đã là người làm chủ thì dần dần những cái thứ tiêu cực đó là cái thứ mà chúng ta không mong muốn, nó sẽ tự động, nó sẽ thay thế bởi những thứ nó tốt đẹp hơn cho mình. Đó là cái bước đầu tiên mà mình cần làm. Và khi chúng ta có tài chính của chúng ta, khi chúng ta có những cái thói quen tài chính mà nó vững, thì tự động dần dần tài chính của chúng ta nó vững, không cần nhất thiết lúc đó với những cái việc mà những cái liên quan tới sản phẩm tài chính, dịch vụ tài chính đó, lúc đó mọi người sẽ thấy nó cực kỳ là đơn giản, nó không có khó khăn tí nào cả, và chúng ta rất là dễ sử dụng đó. Nhưng mà với cái việc đó là gì? Chúng ta có được những ý thức và hành vi tài chính đúng thì tự động cái sức khỏe tài chính của chúng ta đã mạnh rồi. Chứ đừng nghĩ rằng là nó phải có một sản phẩm tài chính hay là một cơ hội tài chính nào đó thì cái tài chính chúng ta mới tốt lên được. Thì nếu mọi người có đóng góp hay là chia sẻ gì đó thì có thể chat lại giúp với Đức nhé. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã quan tâm.
cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu chương trình đã mang lại giá trị gì đó cho mình, hãy like và chia sẻ chương trình đến cho bạn bè và người thân của mình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn.